Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của máy photo Phú Sơn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài in trên điện thoại cho các dòng máy photocopy Toshiba E-Studio. Đầu tiên, bạn vào App Store của iOS hoặc CH Play của Android, tải ứng dụng Ebrick Print. Bạn mở app lên và đồng ý các điều khoản mà app yêu cầu nhé. Đây là giao diện chính của phần mềm. Bạn chọn vào No Device Selected. Bạn chọn tiếp Add a Subnet. Bạn nhập IP của máy photocopy vào đây. Bạn phải chắc chắn rằng máy điện thoại và máy photocopy của bạn cùng một giải mạng hết. Ở video trước mình đang cài IP máy photocopy là 192.168.20.254. Bây giờ mình in thử nhé. Và đây là kết quả của mình, còn bạn thì sao? Hãy comment bên dưới, đăng ký và ủng hộ kênh nhé! Cảm ơn!